Programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Accese suprememastertv.com/schedule. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते कई भाषाओं में कृपया देखें suprememastertv.com/schedule. 我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule. Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/katabanschedule. برامجنا متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule. Наша программа предлагает много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com/schedule. برنامه‌های ما شامل زبان‌های بسیاری است. از این وبسایت دیدن فرمایید suprememastertv.com/schedule. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật biết rằng những gì mà chúng sanh thương mến, ưu ái, chấp nhất, bao bọc, bảo vệ, ham muốn, những điều đó không phải là những điều tốt nhất đối với một con người. Ngài khám phá rằng cái giá trị tu hành, cái sự khai ngộ, giá trị tinh thần, nó có trăm ngàn vạn lần, có thể nói là tỷ ức muôn lần tốt hơn là những cái giá trị vật chất trong cõi đời này. Vì lẽ đó, Ngài mới quyết định xuất gia. Please continue watching to find out more. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's program will be presented in Filipino and Aulacese, also known as Vietnamese, with subtitles in Arabic. Aulacese, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Thai, and Telugu. Malugod na pagbati mga mapagmahal na manonood. Ako po si Tala mula sa Batangas City ng Pilipinas. Ang mga maaawaing mamamayan ng Pilipinas ay nananalangin na sa bawat araw ikaw ay madala papalapit sa banal na espiritu. Ang Pilipinas ay isang magandang bansa na binubuo ng 7,641 mga isla. Ang mainit-init na tubig nito na may kamangha-manghang mga coral gardens, ang mga puting mga dalampasigan, mga tropikal na tanawin, at nakamamanghang mga buhay sa malalim na karagatan ang umaakit sa maraming mga turista para maglakbay papunta sa mga isla nito bawat taon. Ang mga tao sa Pilipinas ay karaniwang nagmula sa mga katutubong Malay at may ilang Inchik, Amerikano, Espanyol at Arabikong lahi. Sila ay kilala sa kanilang pagkamagiliw at mapagpala kaibigan. Ang Filipino ang pambansang wika na kasama ang Ingles ay nagsisilbing opisyal na wika ng bansa. Bilang karagdagan, mayroong higit sa 170 wika na sinasalita sa bansa. Dahil sa pag-ibig, kadalisayan at katapatan ng mga tao, pinagpala ng isang naliwanagang master ang lupain ng katangi-tanging bansang ito. Halos 3 dekada na ang nakalipas mula ng unang mga pagbisita ni Supreme Master Ching Hai sa Pilipinas para maghatid ng tulong para sa Palawan, Aulacese or Vietnamese refugee camp sa pagitan ng mga taong 1989 at 1996.
dama ang kanilang malalim na dalamhati, nilaan ni Supreme Master Ching Hai ang karamihan sa kanyang oras, lakas at kayamanan para mapagaan ang pagdurusa ng mga Aulacese or Vietnamese na refugees. Sa tulong ng maraming mga opisyales ng gobyerno, kabilang ang mga dating mga pangulo, ang kanilang karangalan Fidel Ramos at Corazon Aquino, ang dating First Lady Imelda Marcos, pati na rin ang media noong ikasyam ng Hunyo, taon 1975, ipinatupad ni Presidente Ramos ang batas na nagbigay ng permanenteng residensya sa 5,000 Aulacese or Vietnamese na mga refugees. Sa ngalan ng lahat ng mga refugees sa mundo, taus-pusong pinasalamatan ni Supreme Master Ching Hai ang mga maaawaing mga leader na ito para sa kanilang pagpapatuloy sa mga Aulacese or Vietnamese na refugees at sa pagpapakita sa kanila ng pagmamahal at dignidad. Pinarangalan niya ng Shining World Leadership Award for Compassion ang 12th presidente ng Pilipinas, ang kanyang karangalan Fidel Ramos noong taon 2006. Ang pangulo ng Gusi Peace Prize Foundation, ang kagalang-galang Ginoong Manuel Morato, at isang senador ng Pilipinas, ang kagalang-galang na si Ginoong Jefferson Alvarez noong taong 2007. Kamakailan lamang, noong 17 ng Disyembre, taon 2018, pagkatapos matanggap ang isang liham ng pasasalamat mula kay Honorable Cecil Alvarez, ang dating tagapagpayo ng Pangulo sa Kultura at may bahay ng dating senador ng Pilipinas na si Ginoong Jefferson Alvarez, bagaman siya ay labis na abala, ang ating minamahal na master ay mabilis at mapagpasalamat na nagpadala ng tugon. Hindi ko pa nalilimutan ang sayo at iyong kabiak na marangal na pagkakaibigan at ang tulong niyo sa akin at sa lahat ng mga Vietnamese refugees na inyong pinrotektahan, kapalit ng inyong mahalagang oras at lakas. At ang mga bagay na mula sa puso na higit sa kayang makita ng mga mata. Naway pagpalain kayo ng Diyos at ang iyong mapagmahal na kabiak ng walang hangganang buhay, pag-ibig, kalusugan at kaligayahan. Bukod pa rito, nang sumabog ang Mount Pinatubo noong taon 1971, bumalik si Supreme Master Ching Hai kasama ang mga miyembro ng asosasyon upang tumulong sa mga pagsisikap sa pagbibigay ng relief. Pagkatapos, noong taong 1972, nagbigay siya ng flood relief assistance kasunod ng mga landslides sa Pinatubo. Ang kanyang agaran at walang pasubaling tulong sa mga panahon ng natural na kalamidad ay naaalala ng maraming mamamayang Pilipino. Nais ni Supreme Master Ching Hai ipaabot itong mensahe ng pasasalamat sa lahat ng gobyerno, organisasyon at relief workers sa bawat sulok ng mundo. Maraming salamat po sa lahat ng mga pang-internasyonal at nasyonal na tulong na naghahatid ng pag-aalaga at ng mga pangangailangan sa mga nagdurusa at higit na nangangailangan. Salamat sa lahat ng mga relief workers sa pagbibigay ng inyong oras at pagsasakripisyo ng sarili ninyong kaginhawaan, maging sa inyong paglalakbay ng malayo sa hindi kanais-nais na mga daan at kondisyon para maghatid ng pag-ibig at tulong sa mga tao sa oras ng pangangailangan. Naway pagpalain kayo ng langit ng masagana sa inyong kabutihan at marangal na sakripisyo. Noong 22 ng Nobyembre, taon 2006, si Supreme Master Ching Hai ay pinarangalan ng prestihiyosong Gusi Peace Prize para sa kanyang pagkakawang gawa at pagiging makatao. Katulad ng Nobel Peace Prize,
Pinararangalanan ng Goosey Peace Prize ang mga natatanging mga tao at organisasyon na gumawa ng mga pambihirang kontribusyon sa kapayapaan sa mundo. Ang seremonya ng award ay naganap sa Maynila, Pilipinas, kung saan si Supreme Master Ching Hai kasama ang 14 na iba pang mga laureates ay formal na kinilala. Sa kanyang talumpating pagtanggap sa idinaos na seremonya ng Goosey Peace Prize, kanyang marapat na inilarawan ang kadakilaan ng mga islang ito at ng kanyang mga mamamayan. Land of the sun returning, land of love, that is the Philippines. And a race of people whose compassion is boundless because they have God within themselves, within their heart. There's never enough eloquence to praise the peace-loving people of this country for their exalted nature. But the whole world will always bear witness to their monumental kind deeds. And heavens are forever moved by their exceptional charity. Ngayon ay iniimbitahan namin kayong pakinggan ang sumusunod na lecture ni Supreme Master Ching Hai na pinamagatang Ang Mga Benepisyo ng Espiritual na Pagsasanay, Unang Bahagi ng 5, sa Palawan Refugee Camp sa Pilipinas noong 7 ng Abril, taon 1971. Sư phụ, cả ngày đến thăm quý vị để cho quý vị có thể gặp được từng người. Như ngày hôm qua, nếu có chuyện gì muốn cần nói riêng, nhưng mà tại vì cái giọng nói của sư phụ nó mất hẳn đi, thì buổi trưa đó có ông Dr. Santiago, ông đích thân đến nhà sư phụ coi bệnh cho sư phụ một chút. Không cho thuốc uống. Bây giờ cái giọng nó mới có nghe được. Chứ nếu không sư phụ đã đến thăm quý vị cả ngày hôm nay rồi. Sợ rằng buổi tối có cuộc thuyết pháp như thế này, mà nếu cả ngày ra ráng nói chuyện nữa thì sợ tối nói không ra. Rồi trong cái lúc mà gặp tất cả mọi người quan trọng mà không có nói được thì không tốt, nên sư phụ phải nhẫn nại mà ở nhà một mình, mà trong khi rất nóng lòng đi thăm quý vị từng người hoặc là từng nhà như vậy. Nhiều khi cái thân thể nó không được như ý. Thì ở trên cái cõi đất này có rất nhiều sự không được như ý, chứ không phải chỉ có một điều mà thôi. Tại sao có những điều không được như ý xảy ra? Nếu quý vị suy nghĩ kỹ thì quý vị sẽ hiểu. Bởi vì để cho mình thức tỉnh, để cho mình nhớ rằng cái thế giới này không phải là nhà của mình. Cái trình độ hiểu biết mà chúng ta chìm đắm say mê ở trong đó mỗi ngày đó không phải là cái trình độ chân thật của chúng ta. Tất cả những sự hiểu biết gì mà chúng ta nhận được từ học vấn hoặc là từ tìm tòi hoặc là từ phong tục tập quán mà đến không phải là sự hiểu biết tối thượng. Không phải là một sự hiểu biết tuyệt đối chân chính.
Quý vị nghĩ coi, tại sao sư phụ nói như vậy? Bởi vì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, khi Ngài chưa có đi xuất gia đó, thì Ngài là một vị hoàng tử. Và tương lai sẽ làm quốc vương, thống trị thiên hạ. Tại sao Ngài lại nói rằng cái đó không có đáng gì? Tại sao Ngài lại từ bỏ? Trên thế gian này đâu còn gì có cái địa vị cao quý hơn là một vị quốc vương. Có phải vậy không thưa quý vị? À, nhưng mà Ngài từ bỏ tất cả những cái sự sung sướng, sang trọng quý phái đó. Tại sao một vị quốc vương trong tương lai, một vị hoàng tử lại từ bỏ tất cả những sự xa xỉ đó để mà đi làm một vị khất sĩ mà thôi? Tuy rằng sau khi Đức Phật Thích Ca thành đạo, bao nhiêu người cung kính tôn trọng Ngài, gọi Ngài là Phật sống, gọi Ngài là Thế Tôn, gọi Ngài là Vô Thượng Sĩ. Vô Thượng Sĩ, Vô Thượng Sư thì cũng đại khái như vậy thôi nha. Nhưng mà đối với những con mắt của những người tầm thường khác, thì Đức Phật lúc đó cũng chỉ là một vị khất sĩ mà thôi, như bao nhiêu những vị khất sĩ khác trên đất Ấn Độ. Nhưng mà tại sao Ngài chấp nhận cuộc đời cam khổ ấy sau khi Ngài đã thành Phật rồi? Thí dụ như trước khi Ngài thành Phật thì Ngài chưa có biết cái địa vị cao quý của Ngài. Ngài chưa có thể làm gì để cho người ta tôn kính Ngài. Thì có thể nói rằng Ngài phải ráng chấp nhận cái cuộc đời khất sĩ của Ngài. Chứ khi mà Ngài chưa thành Phật đó, thì Ngài có thể nói rằng, mình có thể nói rằng Ngài bởi vì không có cái sự chọn lựa, cho nên Ngài phải tạm chấp nhận cuộc đời khất sĩ. Nhưng mà sau khi Ngài đã thành Phật rồi, đã có đầy đủ cái sự sáng suốt, có một cái địa vị tối cao trong xã hội, có thể nói là tối cao trong vũ trụ đó. Ngài đã biết như vậy, và bao nhiêu người học trò của Ngài cũng biết. Nhưng tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn chấp nhận cuộc sống của một người khất sĩ? Quý vị có ai biết không? Biết giờ đây lên nói coi. Thưởng cho $100. Không biết thôi ta lấy lại. Tự thưởng lấy. Thôi ha. Sợ quý vị sợ sư phụ nghèo thành ra không nhớ. Không muốn nói hả? Sợ nghèo mất $100 uổng. Thôi được. Thôi sư phụ giữ lại. Cảm ơn lòng tốt của quý vị. Thì như thế này. Bởi vì cái cuộc sống này nó là điên đảo. Cái tốt mình nghĩ nó là xấu. Cái xấu mình nhận nó ra là tốt. Làm vua đâu có phải là chuyện tốt nhất thế gian. Làm khất sĩ không phải là một chuyện tệ nhất thế gian. Bây giờ sư phụ phân tích ra chút chút cho quý vị nhận xét để coi có đúng hay không. Bây giờ nói chuyện làm vua, nói cái chuyện cuộc đời của Đức Thích Ca Mâu Ni khi Ngài sanh ra cho tới bây giờ, cho tới khi Ngài lớn lên để xuất gia. Mình đừng có nói chi cái chuyện Ngài từ trên cung trời đau lợi ra rơi xuống. Cái này mình khó có chứng minh được. Mình nói cái chuyện hợp lý ở trần gian mà mình có thể dùng đầu óc của mình phân tích và tìm hiểu được mà thôi nhé. Thì một người sinh ra trong hoàng tộc, lớn lên trong cung vàng địa ngọc, sống một cuộc đời xa hoa lộng lẫy từ lúc sơ sinh cho đến lúc trưởng thành, thì chưa có làm gì cho ích lợi cho ai cả. Cuộc đời của Đức Phật từ lúc sinh ra cho đến khi Ngài để xuất gia, đối với con mắt trần gian của mình, đối với con mắt trần gian thôi nha, Ngài chưa làm gì ích lợi cho những người nào cả. Ngài chỉ bị cưng chiều nuôi nấng trong một sự thương yêu cực độ của phụ vương và tất cả triều thần văn võ bá quan, cũng như cung phi mỹ nữ trong triều đình. Thì chẳng những Ngài chưa làm ích lợi gì cả, mà Ngài còn làm cái bằng coi như
tốn kém rất nhiều tài nguyên của quốc gia. Ví dụ như mùa đông thì có cung điện mùa đông, mùa hè có cung điện mùa hè, mùa thu có cung điện mùa thu. Rồi 100,000 cung phi mỹ nữ lúc nào cũng sẵn sàng để mà múa hát làm vui cho vị hoàng tử độc nhất, cưng chiều nhất của Đức Vua Tịnh Phạm. Thì quý vị thấy như vậy có tốt không? Tốt cho Ngài không? Cái này không phải là sự chọn lựa của Ngài nha. Mình không thể nói Đức Phật là một người ham chơi ham bỏng phải cái này. Cái này là Ngài bị cưỡng bách đó nha. Ngài không phải đòi hỏi nha. Không phải nói sư phụ nói vậy, không phải sư phụ nói, không phải sư phụ phê bình Đức Phật. Ý sư phụ nói rằng một người bị nhốt trong lồng son như vậy, rồi bị đủ thứ tục lệ hay là cái gì, nghi lễ ràng buộc, rồi bị cưỡng bách phải hưởng thụ cái đời sống sung sướng như vậy. Đối với vị đó không có làm được gì ích lợi cho quốc gia dân tộc. Quý vị nghĩ rằng như vậy có tốt cho người đó hay không? Tốt không? Tốt hay không tốt? Không. Ok. Vậy là cũng giỏi đó, cũng có đầu óc khai ngộ. Cho nên quý vị biết rằng muốn làm đệ tử của sư phụ khó khăn vô cùng á. Phải ăn chơi trường á. Phải trì ngũ giới. Ngũ giới à. Phải ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ á. Trứng không được ăn, chút rượu cũng không được uống. Rất là nghiêm nhặt như vậy. Nếu sư phụ thật tình muốn câu đồ đệ thì ta cho thả cửa. Muốn làm gì đó làm, miễn là làm đệ tử sư phụ có cái danh là được rồi, thấy không? Đâu phải như vậy. Nhưng tuy nhiên như vậy vẫn còn rất nhiều người hiểu lầm. Sư phụ nghĩ rằng sư phụ muốn nổi danh, muốn câu đồ đệ. Nếu sư phụ muốn vậy dễ lắm. Rồi đi làm đệ tử sư phụ xong còn có bao nhiêu khảo sát ở bên trong cuộc đời tu hành của mình cho đến lúc mình thành quả nữa. Nhiều khi nó rớt đợt đầu, rớt đợt thứ nhì, rớt đợt thứ ba, hoặc là rớt luôn cũng có. Thành ra đâu phải sư phụ ham nhiều đệ tử. Quý vị chưa biết, Thành mới nghĩ như vậy. Có những người chứ không phải nói quý vị nha. Có những người chưa biết. Thì bây giờ đó là cái sư phụ nói đại khái là cuộc đời của Đức Phật như vậy. Đối với những con mắt phàm phu tầm thường á, thì mình nghĩ rằng nó tốt quá đi. Làm hoàng tử là sướng nhất. Rồi mai mốt làm vua còn quyền uy tối thượng nữa. Sanh sát trong tay, không ai dám phân bì với một vị vua cả. Nhưng mà đối với một người có con mắt trí huệ, có một sự khai ngộ, có một cái trình độ tu hành một chút á, thì những sự xa xỉ này, những cái hư danh này, nó chỉ là thuốc độc mà thôi. Cho nên vì lãnh ngộ được cái sự điên đảo của cuộc đời, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật biết rằng những gì mà chúng sanh thương mến, ưu ái, chấp nhất, bao bọc, bảo vệ, ham muốn, những điều đó không phải là những điều tốt nhất đối với một con người. Ngài khám phá rằng cái giá trị tu hành, cái sự khai ngộ, giá trị tinh thần nó có 100,000 lần, có thể nói lần tỷ ức muôn lần tốt hơn là những cái giá trị vật chất trong cõi đời này. Vì lẽ đó Ngài mới quyết định xuất gia. Tại sao Ngài quyết định xuất gia? Thì có ngày nào đó Ngài đi ra ngoài thành, Ngài thấy những cái cảnh sinh lão bệnh tử, Ngài mới giật mình, nghĩ rằng dù là một vị hoàng tử đi nữa, là một vị quốc vương đi chăng nữa, thì một ngày nào đó, hoặc là trong suốt cuộc đời mình, cũng có những cảnh sinh lão bệnh rồi tử. Cho nên Ngài muốn tìm một cái gì vĩnh viễn trường tồn để mà giải thoát cho chính mình và giải thoát cho những người khác. Thì trước khi Ngài quyết định xuất gia, Ngài có gặp một vị đạo sĩ đang đi ngang ngoài đường. Thấy dáng dấp phong độ vô cùng tao nhã. Mặc dù là Ngài đạo sĩ đó mặc những bộ y phục không có sang trọng, không có đính vàng nạm ngọc như một bộ quần áo của Ngài đang mặc, như là quần áo của hoàng tử.
Nhưng mà Ngài thấy trong cái sự thanh bần của vị đạo sĩ đó hàm chứa bao nhiêu sự cao quý, bao nhiêu sự thanh thoát, bao nhiêu sự trí huệ vô hình và một lực lượng yêu thương mãnh liệt phát ra từ con người đạo sĩ đó. Cho nên Ngài mới lân la hỏi cái Ngài đạo sĩ đó rằng làm sao mà Ngài được thanh thoát như vậy? Thì ông đạo sĩ, tức là người tu sĩ Bà La Môn đó, vị tu sĩ đó là một vị tu sĩ Bà La Môn, nó có ghi sẵn trong kinh đó nha, không phải sư phụ nói nha. Ông có tin gì nhà đọc lại à? Thì vị tu sĩ Bà La Môn đó mới nói cho Phật biết rằng tại vì tôi tu hành, tôi có cái sự sung sướng riêng biệt trong tâm hồn, cho nên nó xuất phát một cái lực lượng thanh thoát như vậy, một lực lượng ưu ái như vậy, cho nên Ngài thấy Ngài mới vui, Ngài mới thích. Thì Đức Phật có thể là có hỏi ông rằng như vậy tôi tu thì có giống ông không? Có thanh thoát được như vậy không? Có cao nhã như vậy được không? Thì ông nói được chứ. Được chứ sao không được? Tất cả mọi người đều có thể được như vậy cả. Thì sư phụ cũng nói như vậy mà thôi. Đi đâu sư phụ cũng nói rằng những gì sư phụ làm được, quý vị cũng sẽ làm được. Những gì sư phụ đạt được, quý vị cũng sẽ đạt được. Những gì mà sư phụ có thể cho được, quý vị mai mốt cũng có thể cho được. Nếu quý vị đi đúng y như con đường của sư phụ đi. Thì sau đó Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, lúc đó còn là hoàng tử, quyết định rằng đi theo con đường thanh thoát đó. Tại vì Ngài thấy rằng những cái vui sướng vật chất trong hoàng cung không có đủ để làm cho Ngài mãn ý. Thì Ngài là một trong những người may mắn ở trên thế gian này đã thức tỉnh được một cách nhanh chóng. Còn biết bao nhiêu người trên cõi này không có thức tỉnh được như Ngài, cho nên không thành Phật được mà thôi. Bất cứ một người nào thức tỉnh như Ngài cũng có thể tìm đường tu hành thành Phật được. Thì bây giờ là một vị khất sĩ như vị đạo sĩ đó. Tại sao nó nói là khất sĩ? Tại vì những người tu sĩ ở bên Ấn Độ đó cho đến bây giờ vẫn còn đi du phương khất thực để chi? Không phải tại đói mà đi xin ăn, nhưng mà tại vì đi dùng cái phương pháp đó để mà bố thí pháp cho những người bố thí vật dụng đó. Tức là dùng một cái lý do để mà gần gũi chúng sanh. Tại vì cái lúc xưa đó, cái sự truyền thông và những sự giao thông nó vô cùng khó khăn. Hồi xưa chưa ai biết đến, thì sư phụ có một lần đi thăm viếng Bồ Đề Đạo Tràng, đó là cái chỗ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo đó. Thì lúc đó sư phụ không có tiền, thì chỉ còn một món tiền cuối cùng để đủ trả tiền vé mà từ đó về Bồ Đề Đạo Tràng, rồi từ đạo tràng trở về phi trường mà đi trở về chỗ của mình thôi. Thì sư phụ phải đi xe lửa mà hạng kêu bằng hạng năm đó, biết không? Thì xe lửa hạng năm á, thì khỏi nói rồi. Họ không cần biết mình là người tu hành hay là không tu hành. Lúc sư phụ chưa nổi tiếng thì đi học với rất nhiều môn phái, Phật giáo cũng có, mà những tôn giáo bạn cũng có. Để chi? Để sư phụ hiểu rõ ràng, minh bạch những điều mình muốn nghiên cứu trước khi mình tin hay là không tin. Rồi sau đó mình tin rồi, mình còn phải có bổn phận chỉ dạy cho những người khác để họ biết rõ ràng minh bạch nữa. Nhưng mà cái sự nghiên cứu của sư phụ nó rộng mênh mông, không thể nào trong một buổi giảng kinh hoặc là trong 10 buổi giảng kinh nói cho hết được những điều hiểu biết của sư phụ. Đó là nói về hiểu biết trong thế gian mà thôi đó, dùng kinh điển lý luận mà hiểu biết thôi đó, chưa nói đến những sự hiểu biết vô hình, chưa nói đến những sự hiểu biết của Phật tánh bên trong, mà cái đó sư phụ dùng ngôn ngữ không thể nào diễn tả được. Cho nên không thể tránh khỏi những sự hiểu lầm, vì ngôn ngữ phàm phu
Nakayoyan. Salamat sa inyong panonood ng programa sa araw na ito na pinamagatang Ang Mga Benepisyo ng Espiritual na Pagsasanay, Unang Bahagi ng Lima, sa Words of Wisdom, dito sa Supreme Master Television. Mangyaring samahan niyo muli kami bukas ang bahagi ng lecture ni Supreme Master Ching Hai na puno ng karunungan. Susunod, mga inspirasyonal na pelikulang Moroccan, Adios Carmen, Musmosas, and The Great Voyage. Pagkatapos ng Noteworthy News, naway ikaw at ang iyong mga mahal sa buhay ay gabayan ng karunungan at awa. We appreciate your presence today for the episode of The Benefit of Spiritual Practice, Part 1 of 5 on Words of Wisdom, here on Supreme Master Television. Please join us again tomorrow for Part 2 of Supreme Master Ching Hai's wisdom-filled lecture. Coming up next is Moroccan inspirational movies, Adios Carmen, Musmosas, and The Great Voyage. Right after Noteworthy News, may you and your loved ones be guided by wisdom and compassion. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/WOW. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/WOW. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/WOW. Hamare karyakram pesh kiye jate kai bhashaon mein. Kripya dekhe suprememastertv.com/schedule aur suprememastertv.com/WOW. 我们的节目提供多种语言，请看 SupremeMasterTV.com/schedule and SupremeMasterTV.com/WOW. Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi SupremeMasterTV.com/kehadapan schedule dan SupremeMasterTV.com/kehadapan WOW. Barami juna mutawfira bil adidi min al-lughat. Yurja ziyarat SupremeMasterTV.com/schedule wa SupremeMasterTV.com/WOW. Наша программа предлагает много языков. Пожалуйста, посмотрите SupremeMasterTV.com/schedule и SupremeMasterTV.com/WOW. برنامه‌های ما شامل زبان‌های بسیاری است. از این وبسایت‌ها دیدن فرمایید: suprememastertv.com/schedule و suprememastertv.com/wow.